ai đều trên sân khách. Cảm giác của Hải vào lúc này như thế nào? Vui hay là hài lòng hay là tiếc nuối? Vâng ạ, thì ngày hôm nay em nghĩ là những đồng đội của mình đã thi đấu rất là tốt. Thi đấu trên sân khách trước một sự cổ vũ rất lớn của hơn 8 vạn khán giả. Đội hình với rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng mà bản lĩnh và cách thi đấu tự tin, em nghĩ là em dù hơi tiếc một chút. Việt Nam tiến lên, Việt Nam tiến lên, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quả cảm và thi đấu rất là tốt trong ngày hôm nay, và tỷ số 2 đều thì cũng có thể coi là một chút lợi thế, và để chúng em hướng tới trận chung kết lần về ở sân Mỹ Đình.